rạch từ cặp ô trên Lưu Diệp Phi đến Tiểu Hoa Đình Đám, một bước hóa sao hạng A còn đào tạo được cả Địch Lệ Nhiệt Ba. Dương Tình từng bất ngờ chia sẻ lại tấm ảnh chụp chung cách đây hơn 16 năm trước của Lưu Diệp Phi và Dương Mịch trên khắp các trang mạng xã hội. Điều thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng chính là việc Dương Mịch đang khép nép cầm ô che cho thần tiên tỷ tỷ tại phim trường. Được biết, lúc này cả hai đang cùng nhau góp mặt trong bộ phim Thần Điêu Đại Hiệp. Khi ấy, Lưu Diệp Phi đảm nhận vai diễn nữ chính Tiểu Long Nữ, còn Dương Mịch thủ vai phụ Quách Tương. Giờ đây, Dương Mịch đã trở thành một trong những tiểu hoa đáng đình đám của màn ảnh showbiz. Địa vị của cô nàng bây giờ cũng chẳng kém cạnh Lưu Diệp Phi là bao. Nếu như Dương Mịch ngày một nhuận sắc thành công trên màn ảnh, còn Lưu Diệp Phi thì lại thường xuyên gây tranh cãi về phong độ diễn xuất ngày một đi xuống. Không chỉ xinh đẹp quyến rũ, gương thời trang của vợ cũ Lưu Khải Uy cũng được đánh giá cao. Cô ngoài việc làm mỹ nhân hạng A showbiz, cô còn có công ty riêng và đào tạo nên Địch Lệ Nhiệt Ba, Trúc Tử Đan. Nếu so sánh giữa Dương Mịch và Lưu Diệp Phi, không khó để nhận ra rằng độ hot của mỹ nhân cung tỏa Tâm Ngọc hiện nổi trội hơn hẳn. Ngược lại, Lưu Diệp Phi từ sau khi mất chỗ dựa từ ba nuôi tỷ phú Trần Kim Phi đã sa sút phong độ khá nhiều, nguồn tài nguyên cũng không còn dồi dào như lúc mới gia nhập showbiz. Có thể thấy, nữ diễn viên vẫn mãi dậm chân tại chỗ với danh xưng thần tiên tỷ tỷ và chưa có thêm tác phẩm nào nổi bật. Tệ hơn là, dù cùng nhau đảm nhận vai Bạch Thiển trong bộ phim Tam Sinh Tam Thế bản truyền hình và điện ảnh, nhưng Dương Mịch thì được ca tụng vô số kể, còn Lưu Diệp Phi lại nhận về phản hồi tiêu cực. Nhan sắc chính là thứ giúp Lưu Diệp Phi giữ vững danh xưng thần tiên tỷ tỷ suốt nhiều năm qua. Ở tuổi 34, Lưu Diệp Phi vẫn xinh đẹp, giàu có, nhưng vị thế của cô nàng ngày càng mất dần. Từng được săn đón nhất nhì showbiz, nhưng giờ đây, cô gần như mất tích trên màn ảnh vì những vai diễn mới nhất luôn gặp tranh cãi. Ít ai biết rằng, trước khi theo đuổi sự nghiệp diễn xuất, Lưu Diệp Phi từng hoạt động nghệ thuật với vai trò là một thần tượng và có một sự nghiệp ca hát khá là ổn áp. Vào thời điểm năm 2005, Lưu Diệp Phi đã ký hợp đồng với Sony Music Entertainment, Nhật Bản. Sau đó, cô đã được đào tạo về thanh nhạc, vũ đạo và tiếng Nhật trong vòng một năm và phát hành đĩa đơn đầu tiên bằng tiếng Nhật. Trước loạt hình ảnh thổi còn cầm mic của thần tiên tỷ tỷ, dân tình cảm thấy không khỏi ngột ngạt khi chìm đắm trong sự bùng nổ viral của Lưu Diệp Phi ở tuổi đôi mươi. Đến nay, nhiều người vẫn không biết nguyên nhân vì sao Lưu Diệp Phi không tiếp tục làm idol mà lại lấn sân sang diễn xuất. Tuy là một diễn viên luôn hoạt động chăm chỉ và chưa khiến ekip nào phải phàn nàn về thái độ của cô với nghiệp diễn, nhưng người đẹp thỉnh thoảng vẫn làm người xem khá lo ngại vì lối diễn xuất mãi không tiến bộ. Mỹ nhân này sẽ trở lại trong hai dự án là Mộng Hoa Lục và Đi Đến Nơi Có Gió. Mong người đẹp sẽ lấy lại được hào quang ngày nào. Ngoài ra, sau mối tình 3 năm với Son Seon Hyun, Lưu Diệp Phi gần như không tiết lộ bất kỳ thông tin nào về chuyện hẹn hò. Hôn nhân của Dương Mịch cũng chẳng hề viên mãn khi vào cuối năm 2018, cô và Lưu Khải Uy đã tuyên bố đường ai nấy đi. Giờ đây thỉnh thoảng cả hai vẫn thường xuyên bị réo gọi trên khắp các mặt báo vì chuyện nuôi dưỡng chăm sóc bé Tiểu Gạo Nếp. Sự nghiệp đi lên, danh tiếng cao cũng khiến Dương Mịch phải chịu áp lực nặng nề. Cô từng dành đến 80% thời gian để đóng phim nên quyết định cho bản thân thời gian nghỉ ngơi, đóng bằng các hoạt động. Nếu bạn cần tìm kiếm dữ liệu phim và đọc review bình luận thì Thư Viện Phim Đan Wiki chắc chắn là nơi dành cho bạn.